Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là bản đúc kết về ngày họp thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã mở cuộc họp báo vào cuối ngày bằng việc đúc kết lại những gì đã thảo luận của các nghị phụ trong ngày thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Cha Lombardi cho biết, Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới là Đức Hồng Y Vladisari đã trình bày về phương pháp thảo luận của Thượng Hội đồng. Và Đức Thánh Cha Francisco đã đánh giá cao phương pháp làm việc của Thượng Hội đồng. Cha Lombardi cho biết, Đức Thánh Cha nói rằng công việc của Thượng Hội đồng đang tiến hành là tiếp nối Thượng Hội đồng Ngoại thường hồi năm ngoái. Đức Thánh Cha cũng nêu lên tầm quan trọng của phiên làm việc theo nhóm của các nghị phụ Thượng Hội đồng vào ngày thứ Ba, 6 tháng 10. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các nghị phụ về học thuyết xã hội công giáo liên quan đến hôn nhân đã không được các cử tọa thảo luận trong Thượng Hội đồng hồi năm ngoái, và công nghị giám mục chưa đề cập đến vấn đề riêng lẻ như việc rước lễ của những người ly dị tái hôn. Cha Lombardi đã liệt kê các chủ đề được thảo luận trong các phiên họp trong ngày như giúp mục vụ cho người di dân, vấn đề bạo lực gia đình, chiến tranh, nghèo đói và chế độ đa thể. Cha Thomas Rosica, dòng thánh Basilio, phát ngôn viên tòa thánh, cho biết phát biểu của các nghị phụ rất ngắn gọn. Mỗi người trình bày một cách rất xúc tích quan điểm của mình chỉ trong 3 phút. Cha cho biết một số nghị phụ đào sâu vào các thách đố mà gia đình ngày nay phải đối mặt. Và một số nghị phụ cho thấy những mặt tích cực trong đời sống hôn nhân. Trong phiên thảo luận theo nhóm, một số nghị phụ đề cập đến những người đồng tính trong năm thánh lòng thương xót. Ngài nói, họ là con cái, là anh chị em của chúng ta, là hàng xóm và là bạn cũ của mỗi người chúng ta. Cũng có ý kiến đề cập đến cách thức giúp cho những người đồng tính ăn năn sám hối trong năm thánh lòng thương xót. Cũng như những gợi ý này sẽ được các nghị phụ bàn luận xem xét. Vào cuối cuộc họp báo là phần trả lời cho các câu hỏi được nêu về đề tài người ly dị tái hôn có được phép rước lễ hay không. Đức Tổng Giám mục Maria Sally, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, cho biết vấn đề trên vẫn đang còn bỏ ngỏ và tiếp tục được xem xét. Đức Tổng Giám mục cho biết thêm, vấn đề cần phải được hiểu trên bình diện tiếp cận mục vụ, và hãy nhớ những phát biểu của Đức Thánh Cha về giáo luật và tín lý là không thể thay đổi. Khi được hỏi người ly dị tái hôn có được rước lễ hay không, đó là vấn đề thuộc tín lý hay là hình thức áp dụng đối với người ly dị tái hôn. Đức Tổng Giám mục Paul André Durocher, giáo phận Quebec, Canada, đã trả lời rằng mọi người có thể nhận ra sự khác biệt giữa hai khái niệm và vẫn đang được Thượng Hội đồng thảo luận. Đức Tổng Giám mục Durocher cũng cho biết rằng các giám mục đều nhất trí với nhau có sự cách biệt giữa xã hội ngày nay với các tín lý của giáo hội. Đức Tổng Giám mục Shelley đưa ra nhận xét rằng điều quan trọng là giáo hội phải tìm cách hòa nhập, đối thoại với thế giới. Sau cùng, các ký giả hỏi cha Lombardi rằng Đức Thánh Cha Francisco có tham dự trong các phiên họp làm việc theo nhóm hay không. Cha cho biết, theo lẽ thường, Đức Thánh Cha không thường tham dự vào các nhóm, nhưng Đức Thánh Cha Francisco cũng là một vị giáo hoàng gây bất ngờ